Dạ, con xin chào cô chú, con chào cả nhà. Một ngày mới con xin chúc cô chú và cả nhà mình an lành, thật hạnh phúc và thật nhiều sức khỏe. Cứ mỗi lần con chải nệm ra là nó nằm ngay cạnh nệm vậy, giống vậy đó cô chú. Nằm nửa người vậy đó, nửa trên, nửa dưới, ngồi gác, xong rồi ngồi gác ngủ luôn. Cô chú coi chịu nổi đâu, nó không dựa luôn, nó không thèm dựa xuống nệm hay là nó dựa ngã là sao, không có, nó ngồi vậy nó ngủ luôn. Con cũng nể nó thiệt. Dạ mà con thấy em bơ thì nó ngủ nhiều hơn em ú, nó ngủ suốt à cô chú. Không biết là cái tuổi nó đang tuổi lớn, nó đang cái tuổi già người hay sao mà con không biết, mà nó ăn nó ngủ nhiều quá. Bé ú còn vận động tới lui, còn chơi với con, thấy nó nằm nó ngủ xong rồi nó dậy nó ăn xong rồi nó ngủ miết à. Không nể nó thiệt, nó ngủ gì mà nó không có mỏi cổ ghê chứ. Ai, con không biết bé ú đâu rồi. Dạ bé ú đây cô chú, đang nằm trên đầu tủ con nó chơi nè. Hôm nay con với mẹ đi hội chợ. Hội chợ Ba Tư, hôm nay là hội chợ này mở Black Friday cô chú. Và giảm giá quần áo nhiều. Đây, mẹ con với hôm nay con đi với bạn con, mẹ với bé Ngân. Ba con thì không có đi, ba con ở nhà làm liếc. Ở đây là trong một cái siêu thị cô chú, cái siêu thị này là mua sắm Mega Market, thì mấy cái chợ hội chợ này nó mướn ở siêu thị này, có mướn mặt bằng để nó mở ra. Thì từ đây gần tới Tết là sẽ rất là nhiều sự kiện nữa. Con với mẹ thì vô coi đồ, lựa đồ cho bé Ngân trước, hồi lát ra ăn uống sao. Bạn này là của bạn của con, bạn học của con. Cột tóc 3 cái 50.000 cô chú. Nó cũng rất là dễ thương luôn. Thấy Ngân thì đang lựa kiến. Dễ thương đó. Nhìn lạ lạ. Mẹ lựa cái ơi. Mẹ lựa cái đeo ký luôn. Của Ngân đeo đẹp nè. Sao mà không thấy được? Thấy chứ. Cái này là kiến mát mà, kiến đi chơi mà. Kiến nhìn đẹp nè, nhìn đẹp quá trời luôn. Ngon cái nè, cái kia đẹp kìa. Góc đẹp kìa. Không, mấy cái trong góc đẹp, cứ đeo thử mới biết được già hay không. Chứ cũng không mắc lắm đâu, mấy chợ này nó cũng rẻ mà. Bỏ cái đó mua đen đó. Đẹp á. Đẹp á mẹ, đâu quay gần coi coi. Ủa đẹp nha, đẹp. Đâu mẹ lựa cái màu da đi. Cái màu da hợp với mẹ á. Mẫu kiến khá là đẹp. Mẹ. Cái này đẹp, cái hồi nãy cái mẹ đang cầm, cái này nó đỏ nó lạ hồi nào, cái kiểu cái gọng nó lạ. Ông nói cái chợ này mà phụ nữ vô là chỉ không có đường ra thôi à.
Tại vì mẹ con ở nhà sáng đi bán về mệt, cứ ở nhà lo cho mấy đứa, chứ con cũng muốn đủ mẹ đi để cho mẹ giảm stress đó. Mẹ con đã mua xong 3 cái. Còn mẹ có lấy không? Kẹp tóc. Đây kẹp tóc mọi chú. Xinh quá trời xinh luôn. Bông tai thì 20.000 đôi. Đúng rồi, lát sai đây. Giờ thả ra cho em nó ăn trước là nó đói hun nè. Ba con. Ba nè, ăn đi rồi tắm. Giờ ăn vô. Nước kìa, nước kìa. Nước kìa. Nước kìa chiếc ơi. Ăn xong rồi tắm cho mát đi rồi vô ngủ miếng. Chị Hai đi công việc xíu rồi tối giờ hai với Thảo chip ra chơi ha. Vừa ăn vừa uống. Cô chú thấy chip chip ăn cái nết ăn mắc cười không? Thấy ghét lắm luôn. Họ ăn xong rồi giờ tắm. Sao? Tắm chưa? Chip tắm chưa? Trời ơi con mới nói nhẹ cái nó nằm xuống à. Chú hiểu á, chip 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 trơn quá, thằng gặp nhà con trơn quá. Tắm chưa? Chip tắm chưa? Tắm rồi đúng không? Nằm xuống rồi đòi tắm rồi đúng không? Nè. Trời ơi xích lại gần vậy hả? Ghiền dữ lắm rồi đúng không? Ghiền tắm rồi đúng không? Thấy rồi. Thôi đừng có xịt nữa con. Xịt hoài. Rỉa chừng. Đau quá. Thôi vô đi. Vô con. Vô 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 vô. Mà chú coi con tạt nó lên cái cổ đó. Nó có nghe không? Cái nó tắm gì đâu mà mắc cười quá. Bây giờ cha ông tàn nó con làm cái gì chịu hết nổi đúng không? Ừ. Thôi vô con vô 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 chị Hai đỡ cho vô cầu ơi cậu bác ơi. Trời ơi trời ơi sàn gạch chớn sàn gạch chớn. Ôi ôi lặn dữ vậy hả? Cho miếng nước rồi. Tắm là tắm cho tả đi rồi chị Hai đi công chuyện. Ừ. Thấy con đứng vậy cái nó kêu á. Chị ơi, chị ơi. Chị ơi. Hai phụ cho. Một phụ chiếc cho. Lặn sao hồi ướt người chị Hai luôn đó nha. Cái này mà con ướt ở nhà con có hồ bơi bự bự á, cho em chiếc tắm đã luôn cho nó lặn, cho nó làm đủ trò, nó muốn làm gì nó làm. Tiếc ở nhà con nhỏ con chỉ có đáp ứng được cho em chiếc như đây thôi. Nè con ha, nhà là thương con lắm luôn rồi chiếc. Giờ vô cho rỉa lông rồi con đi. Đến rỉa lông cho đã xong rồi cho nó ngờ rồi nó ráo muốn rồi nó ngủ.
Về không mừng hai hả bà? Hả? Về con không mừng chị hai hả? Sao? Giờ nói thì mới lại mừng đúng không? Giờ nói rồi mới mừng hả? Hả bà? Bye. Cái này là giống như con mừng nó chứ mà nó mừng con. Nó ú đang ngủ trong góc nó rồi chú. Nó đang nằm trong góc nó rồi chú thấy không? Ú ở đâu rồi ta? Ú ơi. Ú. Bể thôi không? Ú ơi. Ú ơi. Về Ú không mừng chị hai nha. Ú bể đây. Trời ơi, hai cái thứ này về dạo này mê ngủ dữ à, không mừng chị hai luôn, có con bơ nó mừng được xí à. Con ngủ nha. Đây, hai biểu ơi. Đây chị hai biểu. Ủa ơi đây nè con, vô đây chị hai biểu. Vô đây Ủa ơi. Đi vô chị hai biểu à. Dạ con cũng xin kết thúc video clip tại đây. Con cảm ơn cô chú đã xem clip và theo dõi và ủng hộ cho con. Con xin chúc cô chú và cả nhà mình thật nhiều sức khỏe và xem clip vui vẻ cùng với gia đình của mình.